À chị có nghề bó chổi nữa đó hả? À, bó hồi nào giờ đó. Cây chổi nhiêu tiền chị? Cây có 20 à. Dạ. Mà mấy ngày mới được cây chổi? Không, bó như sạn cộng gì là 4 buổi, ngày mười mấy cây, 10 cây cũng chừng á. Dạ. Rồi 7-8 cây cũng chừng á. Có cộng nhiều thì bó nhiều, có cộng ít thì bó lại gà vậy á. Mặt trời hết trơn. Cái cao su đó, cái dây đó, nó mục á, rồi chèo lên cột lại nữa. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến đây quay phim bàn giao căn nhà tình thương cho vợ chồng của anh Trường nhà chị rồi. Thì cái căn nhà này Thiện cũng thay mặt các cô chú anh chị đã gửi tiền để cho Thiện xây dựng cái căn nhà này rồi trước Tết. Thì cái căn nhà này xong ngày hôm kia, ngày hôm qua Thiện lắp điện, ngày hôm nay thì tới đây để bàn giao nhà cho gia đình. Một vài hình ảnh Thiện trò chuyện cùng gia đình và đọc tên các cô chú anh chị đã gửi tiền về đây ủng hộ giúp đỡ cho gia đình của anh Trường và chị rồi. Mời cô chú anh chị cùng vợ chồng với Thiện nha. Đây, chào anh chị. Được cái nhà rồi mừng quá ha. Dạ. Em cũng sắp xếp lắm để tranh thủ kịp cái nhà cho anh chị để nó sập rồi mình ở không được á. Dạ. Rồi anh chị vào đây đi. Ôi nhà mát mẻ quá ha. Em chào anh chị. Cái căn nhà này xây dựng xong rồi anh chị cảm thấy vui mừng không anh chị? Quá trời vui mừng luôn, mừng mà ngủ không được luôn á. Dạ. Rất là cảm ơn mấy chú anh Oản, mấy dạ. Chú mấy anh đó chị. Dạ. Rồi anh vui không anh? Quá trời vui, quá mừng luôn rồi. Dạ hả? Ngủ muốn không được luôn á, mừng vô nhà còn cái muốn dính cái nhà luôn. Dạ. Nhưng vô nó mừng như hồi đó không có cái nhà thứ này đó. Dạ. Đó nhà cây nó dột hết trơn rồi, muốn sập rồi. Dạ. Cũng sợ. Giờ nhờ các cô chú anh chị cũng ủng hộ cho cắt được cái nhà. Dạ. Quá trời mừng luôn. Dạ. Cảm ơn mấy chú mấy anh chị quá nhiều luôn. Dạ. Cảm ơn quá trời quá, cảm ơn nó. Ông già không biết nói gì hơn. À. Cũng chúc mừng cho anh chị ha. Ừ. Cũng kịp thời cái căn nhà mình. Có 2 trận mưa lớn luôn á mà cái nhà mình đã xây dựng rồi cho nên nó không có bị sao hết. Yeah. Rồi hổng gài là anh chị cũng ở nhà ha để phụ tiếp chứ. Đúng rồi, ở nhà đi làm nữa ha, không đi làm đâu được. Dạ. Ở đường nó thôi cho là mừng dữ lắm rồi, gán tranh thủ ở nhà mừng dữ lắm luôn á. Dạ. Nó thôi trời cảm ơn mấy cô mấy chú bệnh. Nó thôi gán cho được nhà làm nhiêu ăn nhiêu cũng được. Dạ. Gắn kiếm ấy làm vốn rồi. Cái nhà của anh chị đó thì em xây dựng là bề ngang 4 m, dài 8 m. Đó, thì 2 vợ chồng ở cái căn nhà này cũng quá trời êm rồi. À, đó, thì một cái phòng khách, một phòng ngủ ha. À. Được các cô chú anh chị thì em xin được đọc tên các cô chú anh chị đã gửi tiền để ủng hộ giúp đỡ cho 2 vợ chồng nha. À. Nhà của anh chị đó được một người anh không có nói tên. Thì hôm trước anh cũng có gửi cho Thiện là 48 triệu, cho Thiện 5 triệu, thả cá 5 triệu và cho anh Thương 5 triệu. Thì cái phần còn lại là 35 triệu giúp cho dì Nhàn là 4 triệu để đưa cháu đi trị bệnh và 4,6 triệu để khoan cây nước. Thì cái số tiền còn lại là 26,4 triệu cộng với chị Đỗ Quyên có gửi thêm 200 đô la Mỹ nữa. Và chị Châu ở Hà Lan có gửi thêm 100 euro nữa. Thì tổng cộng thì nhận được cái số tiền của các anh chị gửi là 33,8 triệu đồng. Thì cái số tiền này Thiện nhận để làm cái căn nhà này cho gia đình. Là bề ngang 4 m, dài 8 m, lót nền gạch bông và lắp điện. Đáng lý ra cái nhà này nó không tới cái số tiền đó. Nhưng mà do cận Tết á, cái vật liệu nó lên quá trời mắc. Sắt thép lên rất là nhiều, rồi vật liệu cái gì cũng lên cho nên cái phần tiền nó đẩy lên một căn là 2 triệu. Thì cho nên cái số tiền 33,8 triệu đồng này là vừa đắp điện cho anh chị luôn ha. Thì anh chị có đôi lời gửi đến các nhà hảo tâm, các anh chị ở nước ngoài đó đã giúp đỡ chị toàn bộ căn nhà này đó. Vậy là cho gửi lời thăm mấy cô với mấy chú ở bên bển. Thôi không biết nói làm sao nữa, rất là cảm ơn rất nhiều, ủng hộ được căn nhà quá trời im luôn rồi, không có sợ mưa giọt nữa. Rồi riêng anh có đôi lời gửi đến các anh chị ở bên nước ngoài đã giúp đỡ gia đình các người căn nhà mới đó anh. Cảm ơn cô chú với anh chị ở nước ngoài gửi tiền về cho em các căn nhà. Quá giờ em thật sự trời mừng luôn. Giờ cảm ơn các chú các anh chị rất nhiều. Em chúc mừng cho hai vợ chồng ha. Ngày hôm nay có căn nhà rồi, anh chị cũng yên tâm hơn để đi làm ăn mà không có sợ bị mưa dột hay là nhà sập gì nữa hết trơn á. Thì ngày hôm qua là lắp điện rồi, hôm chị thấy điện nó sáng không? Sáng. Im không? Im quá là im luôn. Thì căn nhà thì em cũng đều lắp điện hết đó. Khi mà mình vô ở là chỉ mở công tắc thôi là sáng rồi. Rồi Tết nhất rồi con cái có về nhà với gia đình không? Có mà nó ở bên chồng nó tới mua mùng 2 mới được về. Rồi ở phía trong có bộ giường nào ngủ không anh? Không. Chưa có luôn à? Thì cũng mong là có các nhà hảo tâm anh chị nào giúp đỡ thêm thì em sẽ mua sau khi qua Tết á. Tại vì cận Tết quá rồi ai cũng tất bật hết trơn á. Cái đó là em cũng rất cảm ơn. Cảm ơn mấy cô, mấy chú bển với mấy anh chị. Thiện còn hôm nay tới đây để bàn giao căn nhà của anh Trường và chị rồi. Xong rồi Thiện quay phim bàn giao thêm căn nhà của bác Thạch Thị Buôn nữa. Và cũng còn rất là nhiều phần quà mà các cô chú anh chị có gửi cho Thiện. Nhưng mà do cái công việc nó nhiều quá và Thiện đi làm tới giờ này cũng đã đuối sức rồi, kiệt sức. Cho nên thì tạm thời là Thiện đi bàn giao nhà. Rồi xong thì nghỉ Tết. Qua Tết thì Thiện sẽ tiếp tục trao những cái phần quà còn lại cho bà con nghèo. Để nhiều khi mình đi làm xuyên suốt liên tục đó, không có thời gian nghỉ ngơi cho nên nó ảnh hưởng cái sức khỏe. Thì cũng thông báo, sẵn đây thông báo luôn tất cả các cô chú anh chị để các cô chú anh chị trông. Thì cái phần tiền Thiện còn đang giữ của các cô chú ở Canada, nó có gửi tiền về đây cho Thiện mua quà Tết á. Nhưng mà tới ngày hôm nay Thiện không có kịp đi phát. Cũng mong cô chú anh chị thông cảm, rồi qua Tết Thiện sẽ phát cho bà con. Thì cái tháng này nói chung nhà mà khá giả thì cũng có tiền ăn Tết, nhưng mà nhà nghèo á thì đối với nhà nghèo á, những cái căn nhà đó thì mình cho quà lúc nào nó cũng là phù hợp hết. Tại vì quanh năm mà người ta cũng khổ kiếm gạo từng lon từng lít. Bây giờ mời anh chị cùng vợ chồng với em ha, để em quay phim cái căn nhà của anh chị ha. Cái nhà của anh chị nè, em lắp điện cho rồi ha. Thì nó có một cái bóng đèn ở phía trước, rồi đèn ngủ ở trong nhà, rồi cái đèn trong nhà cũng sáng luôn. Nhà được cái tivi ha, quạt gió nè. Rồi phía trong này là cái bù. Nó cũng còn trống lỏng vậy ha. Cái chỗ treo quần áo á chị. Để treo đây cho nó gọn gàng. Rồi tranh thủ dọn đồ vô đi để Tết nhất rồi cho nó có đồ đạc vào trong nhà. Chắc hình như là ngày mai 29 là dọn vô được luôn đó ha. Phải không? Đúng rồi. Mai 29 là vô mừng nhà mới luôn. Nhà này khách lên vô trong thấy thoải mái không chị? Thoải mái luôn. Như không giống nhà cũ nữa. Giờ là nhà mới quá trời thoải mái, mát nữa. Nhưng mà mình quen ở nhà lá rồi, mình lên nhà con có thấy nóng gì không? Không ạ. Cũng thoải mái bình thường thôi à, như nhà cũ gì thôi. Rồi chị biết sao không? Nhà làm cửa nó cũng thông thoáng á. Đây cửa sau nè, rồi cửa sổ rồi nó cũng nhiều quá cho nên cũng không có cảm giác nóng ha. Ở đồng quê mà gió thổi mát, rồi cây cối nó cũng nhiều. Rồi ở ngoài này thì sau này che ra cái nhà lá để nấu ăn sao ha. Chắc được mà phải không? Cái này làm được mà. Ở ngoài này á là cái mái lá phía sau để gia đình nấu ăn, cái cây nước cũng có rồi, toilet cũng có rồi, cho nên sau này cái này chỉ là sửa lại thôi. Còn lại nhà trước đó thì Thiện đã hoàn thành xong cho gia đình rồi, cho nên cái phần này thì gia đình sẽ sắp xếp sau. Nước ở đây khoan xài ngon không chị? Nước ngọt không? Im mà. Xài cũng ngọt bình thường, không phải. Dạ. Ngày hôm nay tụi em tới để bàn giao căn nhà cho anh chị ha. Chúc anh chị luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Chúc gia đình anh chị làm ăn ngày càng vươn lên, thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ ha. Bây giờ là nhà cửa đàng hoàng rồi, có cái nơi ở yên tâm rồi đó, anh chị đi làm không có sợ nữa. Rất là khỏe luôn, dạ. Đi làm rất là khỏe luôn. Dạ. Rồi em cũng xin phép anh chị em về ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú Thiện với chú Dương nhiều. Cô cố gắng lên nghe anh chị. Dạ.